Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 18 tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị khóa 13 đã ban hành kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, một lần nữa nhấn mạnh cần tiếp tục coi trọng thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Nêu gương chính là giải pháp quan trọng để vận động quần chúng nhân dân theo đảng, làm cách mạng, phòng chống suy thoái trong đảng, là chìa khóa thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương, người đã vận dụng linh hoạt sáng tạo phương thức của người xưa, dĩ nhân nhi giáo, dĩ ngôn nhi giáo, trước hết phải giáo dục bằng tấm gương sống của chính mình, sau đó mới giáo dục bằng lời nói. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về việc đề cao vai trò của thực tiễn thực hành trong hoạt động đấu tranh cách mạng, cùng với kinh nghiệm từng trải, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự phát triển phong phú sâu rộng, sáng tạo lý luận về việc nêu gương. Người đã vạch rõ mục đích, chủ thể, đối tượng, phương pháp nêu gương và tổ chức thực hành nêu gương có hiệu quả. Mục đích của việc nêu gương theo người đó là phát hiện những nhân tố tích cực, tiến bộ và ưu tú, và nêu gương để nhân rộng cái tích cực, cái tiến bộ, cái yếu tố đó để tạo động lực thúc đẩy cho sự tiến bộ và phát triển của con người, xã hội và cộng đồng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh là cái vai trò của cán bộ đảng viên trong việc nêu gương, nhấn mạnh cái vai trò của nêu gương trong chính quần chúng. Thì lấy những cái tấm gương người tốt, việc tốt để mà giáo dục lẫn nhau thì đó là một cái phương thức tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng tổ chức và xây dựng con người mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng ta phát triển lý luận và tổ chức thực hành nêu gương, coi đây là một nguyên tắc xây dựng đạo đức mới, là phương thức lãnh đạo và quản trị xã hội. Từ năm 2012 đến nay, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có 3 quy định về vấn đề nêu gương, bao gồm quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quy định số 55 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Và mới đây nhất là quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tại Ninh Bình, quy định về nêu gương cũng đã được cụ thể hóa bằng các quy định số 765 ngày 5 tháng 11 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quy định số 10 ngày 14 tháng 1 năm 2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với các nội dung chính là nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trong tự phê bình và phê bình, trách nhiệm trong công tác, trong mối quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và với nhân dân, và nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng đoàn kết nội bộ. Để nêu gương trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy các cấp, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ năm 2018 đến nay, nội dung này tiếp tục được lựa chọn là chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thông qua đó, làm cho mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc về những nội dung giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu gương theo Bác về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã ban hành các quy định cụ thể và các hướng dẫn để triển khai tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên trong toàn huyện thực hiện các cái quy định nêu gương. Chúng tôi nhận thức được rằng ở vị trí càng cao thì trách nhiệm nêu gương càng phải lớn. Chính vì vậy cho nên đã cụ thể hóa các cái nội dung của quy định nêu gương để triển khai tới Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và mặt trận các ban ngành đoàn thể của huyện. Lấy phương châm là một tấm gương tốt thì bằng 100 cái bài diễn thuyết. Chính vì vậy trong quy định nêu gương phải gắn với cái công việc xây dựng chỉnh đốn đảng cũng như học tập chỉ thị số 05. Ban tuyên giáo đã kịp thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo và
Ban tuyên giáo cũng đã là trực tiếp tuyên truyền các cái văn bản tới các cái chi bộ, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện Yên Khánh. Từ cái việc tuyên truyền thông qua bằng nhiều hình thức, tuyên truyền qua hội nghị, tuyên truyền qua bản tin, tuyên truyền qua các cái ấn phẩm, và trong cái thời gian vừa qua các cái đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cá nhân thì cũng có những cái chuyển biến tích cực. Việc thực hành nêu gương theo tư tưởng của Hồ Chí Minh đã và đang được thực hiện có hiệu quả trong đời sống. Cán bộ, đảng viên nêu gương sáng về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ đã góp phần củng cố niềm tin, cổ vũ nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng ở từng cơ quan đơn vị địa phương. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới cũng như công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án hiện nay, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên đã mở đầu cho những phong trào được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Gia Lập là một trong hai xã được huyện Gia Viễn chọn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ xã xác định trước hết phải tạo chuyển biến và phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trên mọi lĩnh vực công tác. Chúng tôi đã quán triệt, triển khai tới tất cả cán bộ đảng viên, ban hành cái kế hoạch và những quy định cụ thể, mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã phải là những người nêu gương trước trên tất cả lĩnh vực, từ trách nhiệm đối với công việc, rồi việc rèn luyện đạo đức lối sống, rồi tác phong lề lối làm việc và tinh thần thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân. Yêu cầu đảng viên là viết cam kết về việc rèn luyện, phấn đấu và thực hiện các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng cũng như các quy định của nhà nước với những cái nội dung cụ thể. Ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành kiểm tra giám sát về việc thực hiện cái quy định số 08. Tinh thần nêu gương đã trở thành động lực để các thôn xóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Điển hình như tại chi bộ thôn Lãng Nội, trong mọi phần việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đều nhận được sự tham gia vào cuộc nhiệt tình trách nhiệm đi trước của đội ngũ cán bộ đảng viên. Tuyên truyền vận động đảng viên là cái người đi đầu, là đầu tiên là từ đóng góp, từ những xây dựng các công trình thì đảng viên là đi đầu, là từ công cán rồi từ đóng góp rồi các thứ, thì qua cái tinh thần của đảng viên như vậy là người ta thấy cái hiệu quả tốt, là tuyên truyền vận động nhân dân là hưởng ứng. Không chỉ vậy, đảng viên cũng tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng con nuôi, biến ruộng trũng, diện tích gieo cấy kém hiệu quả thành những mô hình kinh tế cho giá trị cao hơn. Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân. Vì nhà tôi đây hiện nay có 8-9 sào ruộng, nhưng mà cấy hàng năm cấy lúa nó cũng không thất thu, nó không được, không có thu. Thế tôi cũng mạnh dạn, tôi cũng đổi chuyển sổ qua một năm đầu, tôi cũng thấy có hiệu quả, vừa thả cá, vừa chăn nuôi gà, và ngoài ra những thả ngỗng cũng rất thấy phấn khởi. Và tiếp tục tới đây thì tôi cũng vận động chị em phụ nữ cũng như là cán bộ đảng viên chuyển đổi lên là thấy có thu nhập. Đến nay, thôn Lãng Nội đã cơ bản hoàn thành mọi tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, là tiền đề quan trọng để xã Gia Lập hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Còn tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, 5 năm trở lại đây, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, một nhiệm vụ quan trọng khác đó là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án cao tốc chạy qua địa bàn. Trong đó, xã có khoảng 400 hộ dân ở 7 trên 10 xóm trong diện giải tỏa. Để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần gương mẫu nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc cái quy định về nêu gương, đặc biệt là những đồng chí đứng đầu, bí thư đảng bộ, rồi các đồng chí thường trực đảng ủy, ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, các đồng chí bí thư chi bộ, các chi bộ cơ sở. Trước hết là đảng viên là phải thực sự là gương mẫu, đảng viên đi trước làm nước mới theo sau. Chi bộ chúng tôi đã
là giao cho là cái từng đảng viên một phụ trách, tức là theo cái nhóm của khu cái cụm dân cư đấy, động viên những đồng chí đảng viên ấy, trong cái tức là diện giải phóng mặt bằng ấy, thì là phải phát huy cái tinh thần gương mẫu và kết hợp với lại tức là chi ủy rồi là các đoàn thể tuyên truyền nữa, thì là sau đó thì nhân dân tức là người ta có một nhận thức rất là đúng về cái giá trị của công trình, cho nên là toàn bộ nhân dân xóm thượng một đã đồng thuận hưởng ứng để tức là thực hiện các bước tức là kiểm đếm và sau đó đến bàn giao mặt bằng sạch cho tức là dự án. Với sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, sự nhiệt tình trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Khánh Hòa đã cơ bản được thực hiện tốt, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân. Các cán bộ thì cũng có vận động toàn là nhân dân với lại các gia đình. Cán bộ cũng vận động là đi tìm nơi để cho chuyển, để cho nó kịp để làm đường. Thấy nó hợp lý thì mình cứ vậy là mình phát huy, mình làm. Có thể thấy, các quy định về nêu gương đã và đang được triển khai thực hiện, góp phần phong phú phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp theo hướng gần dân, sát dân, hiệu lực hiệu quả. Các cơ quan đơn vị còn cụ thể hóa quy định nêu gương bằng quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực đạo đức, tác phong ứng xử của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Quy định phân công các đồng chí cấp ủy viên, thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở định kỳ dự sinh hoạt chi bộ với khu dân cư. Thông qua đó, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ đảng viên có chuyển biến rõ nét, làm tiền đề thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.